Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Khám phá cùng Mít. Các bạn thân mến, khi nói về khủng long cổ đại và các động vật thời tiền sử khác, một trong những điều đầu tiên xuất hiện trong đầu chúng ta là thân hình cực kỳ to lớn, gấp nhiều lần so với động vật ngày nay. Dựa theo những hóa thạch còn sót lại, các nhà khoa học đã phát hiện sự tồn tại của một số loài khủng long có chiều cao ngang ngửa một tòa nhà 6 tầng hoặc một số loài khủng long nặng đến 45 tấn. So với loài động vật có vú trên cạn lớn nhất thế giới hiện nay như voi rừng châu Phi, vốn có trọng lượng có thể lên đến 6 tấn, dài đến 7,5 mét và cao đến 3,3 mét, có thể thấy rõ những động vật thời tiền sử có kích thước lớn hơn nhiều. Vậy nguyên nhân của sự khác biệt đó là gì? Hãy cùng Mít đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha! Một, môi trường sống. Trái đất thời tiền sử là một mảng lục địa đồng nhất mang diện tích khổng lồ với hệ thực vật phát triển mạnh mẽ. Môi trường sống rộng rãi cộng với hàm lượng oxy dồi dào trong không khí được cho là góp phần khuyến khích sự phát triển kích thước của các loài động vật. Bên cạnh đó, nồng độ oxy trong không khí thấp hơn hiện tại, vì vậy các động vật tiền sử đã phát triển hệ thống đặc biệt có thể sử dụng oxy trong không khí một cách hiệu quả hơn. Theo nghiên cứu, những loài động vật có kết cấu phổi mạnh mẽ thường có khả năng phát triển về mặt kích thước. Lượng oxy hấp thụ càng cao, kết hợp với không khí trong lành sẽ giúp động vật khỏe mạnh và to lớn hơn qua nhiều thế hệ. 2. Tính chất tiến hóa. Trên thực tế, không phải loài động vật nào sống trong thời tiền sử cũng có kích thước to lớn. Vì nhiều lý do khác nhau, có những loài đi theo con đường tiến hóa với kích thước nhỏ dần theo thời gian, trong khi nhiều loài khác đã đi theo cách tiến hóa to lớn hơn về mặt kích thước. Trong thời kỳ ngự trị của khủng long, nồng độ CO2 trong khí quyển cao hơn ngày nay. Điều này cũng có nghĩa là thực vật phát triển cao lớn hơn. Vì vậy, để ăn được cây cối trong rừng, động vật phải phát triển cao hơn. Dần dần theo thời gian, những loài to lớn trở thành kẻ thống trị trái đất thời cổ đại. Trong khi đó, các loài sinh vật nhỏ bé hơn phải chấp nhận số phận hoặc sống chui sống lủi hoặc bị tiêu diệt. Khi mặt đất đầy rẫy những sinh vật khổng lồ, chúng tiếp tục lai tạp với nhau và tạo ra những lớp con cháu thế hệ mới cũng sở hữu kích cỡ to lớn như vậy. Qua quá trình tiến hóa kéo dài tới hàng triệu năm, các loài động vật to lớn dần trở nên hoàn thiện và đạt kích thước khổng lồ cùng lượng cơ bắp lý tưởng. 3. Sự thay đổi liên tục của trái đất. Chúng ta hãy thử đặt ngược lại vấn đề với câu hỏi vì sao các động vật ngày nay lại không đạt được kích thước to lớn như động vật thời tiền sử? Câu trả lời đến từ sự thay đổi khí hậu trái đất, sự tách rời các lục địa và quan trọng nhất là sự trỗi dậy của các loài động vật có khả năng thích nghi tốt hơn. Thực tế, các loài sinh vật khổng lồ luôn là những kẻ chịu ảnh hưởng lớn nhất và khó lòng thích nghi với những thảm họa biến đổi khí hậu. Lượng oxy giảm mạnh cùng lượng thức ăn giảm đột ngột chính là hai nguyên nhân chính dẫn tới sự diệt vong của các giống loài khổng lồ. Đơn cử như sự tuyệt chủng của khủng long. Rõ ràng, một cơ thể ngoại cỡ luôn đi kèm yêu cầu lớn về lượng oxy và thức ăn. Trong khi đó, những loài vật nhỏ bé với nhu cầu về thức ăn ít hơn tỏ ra phù hợp hơn với sự thay đổi của trái đất hàng triệu năm về sau. Điều này dẫn đến việc đa số các loài động vật đã tiến hóa với kích thước vừa phải thay vì tăng dần lên về mặt kích thước. Trong số các động vật xuất hiện vài triệu năm trở lại đây, con người trở thành một trong những giống loài mang nhiều đặc điểm tiến hóa phù hợp với thời đại. Khả năng tư duy tưởng tượng và đặc biệt là khả năng kết hợp với nhóm ưu việt đã giúp con người vượt qua các giống loài khác để trở thành bá chủ toàn cầu. Cho tới lúc này, các sinh vật khổng lồ dù có xuất hiện cũng không thể tồn tại bởi môi trường sống đã dần bị cô lập bởi con người. Chúng đầu hàng trước sức mạnh tập thể của con người, bị tiêu diệt tới mức tuyệt chủng hoặc bị con người cải tạo nòi giống theo thời gian. Và ngay sau đây, cùng Mít điểm mặt qua những loài động vật thời tiền sử to khủng khiếp đã từng tồn tại nhé! Đầu tiên là gấu ngựa. Ngày nay, gấu Bắc Cực và gấu Kodia được xem là những loài gấu to nhất thế giới. Cả hai loài gấu này đều nặng đến 680 kg. Đó là một kích thước ấn tượng nhưng so với gấu ngựa, chúng vẫn còn khá nhẹ cân. Loài gấu đã tuyệt chủng này sống ở Bắc Mỹ trong kỷ nguyên Pleistocene cho đến 11.000 năm trước và khi đứng trên chân sau, nó cao tới 3,7 mét. Hơn nữa, trọng lượng ước tính của nó là hơn 1.360 kg. 2. Đại bàng Horst.
Mặc dù ngày nay, các loài đại bàng lớn như đại bàng Philippines, đại bàng Happy, đại bàng đuôi nhọn thường nặng đến 6,7 kg và có đôi cánh dài tới khoảng 213 cm. Thế nhưng, tổ tiên chúng lại là đại bàng Hass, có kích thước lớn hơn thế rất nhiều. Đã từng sống ở New Zealand, tuyệt chủng cách đây khoảng 600 năm, loài chim ăn thịt này có thể nặng tới hơn 16 kg và mặc dù nó có một sải cánh tương đối ngắn so với kích thước của chúng, nó vẫn dài hơn của đại bàng hiện đại. 3. Lợn voi khổng lồ. Chúng ta hiện đang biết 5 loài lợn voi khác nhau có cân nặng từ 150 đến 300 kg. Nhưng từ kỷ trung Pleistocene đến khoảng 4.000 năm trước, có một sinh vật được gọi là Megatabirus, hay còn gọi là lợn voi khổng lồ, còn lớn hơn, nặng hơn và to hơn rất nhiều lần. Sống ở Trung Quốc và Việt Nam ngày nay, loài động vật này có thể từng đạt đến cân nặng 500 kg. 4. Chuồn chuồn Meganeura. Ngay cả loài côn trùng cũng có họ hàng tiền sử cũng khổng lồ nữa. Meganeura là một loài côn trùng đã tuyệt chủng từ giai đoạn Carbon, có liên hệ với loài chuồn chuồn ngày nay. Với những đôi cánh dài khoảng 70 cm, nó là một trong những loài côn trùng biết bay nổi tiếng nhất từng tồn tại trên trái đất. Meganeura là một loài ăn thịt với con mồi chủ yếu là các loài côn trùng khác và động vật lưỡng cư nhỏ. 5. Vượn Gigantopithecus. Giống như loài quái vật khổng lồ King Kong, Gigantopithecus là một con quái vật thực sự sống khoảng 9 triệu đến 100.000 năm trước ở châu Á hiện nay. Khi đứng, nó có chiều cao 3 mét và nặng đến 540 kg. Nó là loài khỉ lớn nhất trên trái đất. Đa số người ta cho rằng chúng di chuyển bằng cả 4 chân như khỉ đột hiện đại và Tinh Tinh. Tuy nhiên, một ý kiến thiểu số ủng hộ giả thuyết, chúng chủ yếu đi bằng 2 chân giống người. 6. Tê giác lông mượt. Từng sống phổ biến ở châu Âu và Bắc Á, loài tê giác lông mượt này là một loài động vật lớn và có chiều dài đến 4 mét, với trọng lượng ước tính lên tới gần 3.200 kg. 7. Chim khủng bố. Với trọng lượng lên đến 145 kg và chiều cao lên đến 2,8 mét, đà điểu hiện đại là loài chim lớn nhất và nặng nhất trên thế giới. Nhưng so với loài Phorus fasciis, thường được gọi là chim khủng bố, đà điểu chỉ là thuộc hạng nhẹ. Những động vật ăn thịt tiền sử này cao hơn một chút nhưng mạnh mẽ hơn và to hơn những con đà điểu ngày nay, trong khi nặng khoảng nửa tấn. Mặc dù có khối lượng cơ thể to lớn nhưng chúng vẫn có thể đạt tốc độ cao ngang một con báo. 8. Sư tử Bắc Mỹ. Xếp sau hổ, sư tử châu Phi là loài mèo lớn thứ hai trên thế giới với con đực đôi khi vượt quá cân nặng 250 kg. Nhưng cách đây gần 11.000 năm từng tồn tại loài sư tử Bắc Mỹ với kích thước thậm chí còn ấn tượng hơn. Nhiều hóa thạch được bảo quản tốt của loài này đã được tìm thấy, cho phép chúng ta xác định kích thước thực sự của nó. Loài này dài đến 2,5 mét và có cân nặng hơn 350 kg. 9. Cá mập Megalodon. Nếu bạn nghĩ rằng cá mập hiện đại to lớn và đáng sợ, có lẽ bạn vẫn chưa nghe nói về Megalodon. Megalodon là một loài cá mập khổng lồ đã tuyệt chủng sống khoảng 28 đến 1,5 triệu năm trước. Nhờ chiều dài không thể tin được của nó lên đến hơn 18 mét, nó được coi là một trong những động vật ăn thịt lớn nhất và mạnh nhất từ trước tới nay. Phân phối khắp thế giới, Megalodon về cơ bản giống như một phiên bản lớn hơn và đáng sợ hơn của cá mập trắng. Nhưng nó lại siêu to gấp nhiều lần. Vừa rồi, Mít đã cùng các bạn khám phá những loài vật siêu to khổng lồ thời tiền sử. Các bạn có thắc mắc hay là có câu hỏi nào cần giải đáp thì hãy bình luận ngay xuống phía dưới. Mít sẽ đi tìm hiểu và ship video đến tận răng cho các bạn nhé. Các bạn đừng quên ấn like cho video và ấn nút chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo của Mít nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!